Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Vâng, kính thưa quý vị các bạn, như vậy là chính thức rồi phải không ạ? Ông Kim Sang-sik chính thức sẽ nắm quyền tại đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam theo bản hợp đồng 2 năm như VFF đã chính thức cho công bố trên trang chủ của mình trong bản tin trưa ngày hôm nay. Điều người hâm mộ Việt Nam vào lúc này đang mong mỏi chắc chắn là ông Kim Sang-sik có thể sẽ lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Và nhiệm vụ đầu tiên của ông chắc chắn tới đây sẽ là hai trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 lần lượt gặp Philippines và đội tuyển Iraq. Vẫn biết rằng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta hiện nay là gần như là bị loại khỏi vòng loại thứ hai World Cup 2026, nhưng người hâm mộ chờ đợi ở đây hai trận đấu gặp đội tuyển Philippines và Iraq, màn trình diễn của các cầu thủ chúng ta dưới triều đại của ông Kim Sang-sik là như thế nào. Đó mới là điều mà người hâm mộ chúng ta mong mỏi phải không ạ? Với Philippines thì chắc chắn rồi, phải là một trận thắng. Còn với tuyển Iraq, chúng ta sẽ hành quân đến sân nhà của họ nếu có thể thua. Nhưng màn trình diễn của các cầu thủ, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam như thế nào mới là điều quan trọng. Để từ đó thì ông Kim Sang-sik mới có thể nhận được sự ủng hộ, nhận được niềm tin của người hâm mộ Việt Nam. Như đã chuyển đến các bạn ở bản tin trước, thì vừa mới đây trang Naver Sport cho biết là ông Kim Sang-sik đã chọn ông Choi Won-won làm phó tướng của mình tại đội tuyển quốc gia. Ông Choi cũng được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc là cố vấn về chuyên môn cho ông Kim. Nôm na thì người hâm mộ Việt Nam có thể gọi là làm sao ông Choi có thể làm được như là huấn luyện viên Lee Jang-jin thời huấn luyện viên Park Seo. Ngoài ra thì trang này cũng cho biết là ông Kim Sang-sik còn lựa chọn những nhân tố khác có sự am hiểu về bóng đá Việt Nam. Một trong số đó là huấn luyện viên thể lực Park Sung-hyun. Trước đây thì ông Park Sung-hyun từng có thời gian làm việc tại đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam từ tháng 3 năm 2019, hết nhiệm kỳ của huấn luyện viên Park Seo vào tháng 1 năm 2023. Vị chuyên gia thể lực này cũng đã nói lời chia tay U23 Hàn Quốc sau khi kết thúc hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á. Cùng với đó thì vị trí trợ lý ngôn ngữ của đội tuyển Việt Nam hiện cũng đang nhận được sự quan tâm lớn. Những phiên dịch viên quen thuộc như là Lê Huy Khoa hay là Vũ Anh Thắng đều là những người có kinh nghiệm làm việc nhiều năm, mang trong mình lợi thế lớn để hỗ trợ cho ông Kim Sang-sik. Dự kiến thì dàn ekip mới của đội tuyển Việt Nam sẽ còn có thêm một số trợ lý người Hàn Quốc do ông Kim Sang-sik lựa chọn. Đồng thời thì ông Kim cũng sẽ nhận được sự tư vấn về chuyên môn để mời một vài huấn luyện viên người Việt dày dặn kinh nghiệm làm việc tại V-League lên đội tuyển để giúp sức cho mình. Nhiều tin đồn cho rằng là vị trí huấn luyện viên thủ môn cũng sẽ được giao cho một chuyên gia người Việt Nam. Hiện tại thì đây cũng chỉ là một những thông tin chưa được xác thực từ báo chí Hàn Quốc. Cụ thể tới đây thì ngày 6 tháng 5 thì chúng ta sẽ biết được dàn trợ lý nào sẽ hỗ trợ cho ông Kim Sang-sik trên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện tại thì đã có một số kênh YouTube đã đưa tin bịa đặt, đưa nhiều những thông tin cho rằng là huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Lee Jang-jin sẽ là trợ lý để giúp sức cho huấn luyện viên Kim Sang-sik. Các bạn thân mến, ngay sau khi biết tin VFF cho công bố chính thức ông Kim Sang-sik nắm quyền tại đội tuyển Việt Nam thì tất nhiên rồi phải không ạ? Truyền thông Hàn Quốc đã đồng loạt đưa tin về thương vụ này. Đầu tiên thì trang News One của Hàn Quốc cho biết là với sự xuất hiện của ông Kim Sang-sik thì mọi thứ sẽ thay đổi. Trang này đưa ra thông tin. Ông Kim Sang-sik là một người đàn anh đúng nghĩa ở tập thể đại bóng. Vị huấn luyện viên này mang đầy đủ những yếu tố để thành công với bóng đá Việt Nam. Hợp đồng kéo dài đến tháng 3 năm 2026 và chắc chắn là cổ động viên sẽ được thấy nhiều sự thay đổi tích cực. Những chiến binh sao vàng đang có thành tích không tốt trong năm 2024. Với những sự xuất hiện của ông Kim Sang-sik, dự kiến mọi thứ có thể sẽ là một bước nhảy vọt. Một đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ, khát khao và sẵn sàng thách thức những ông lớn của châu Á thêm một lần nữa được kỳ vọng sẽ xuất hiện. Tờ Sponeki thì quan tâm đặc biệt đến mối lương duyên giữa Việt Nam và ông Kim Sang-sik. Tờ này cho rằng là ông Kim Sang-sik là học trò của ông Park khi còn là cầu thủ. Trước khi ông Kim được VFF công bố trở thành tân thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park cũng từng đánh giá ông Kim là người có năng lực và đầy đủ phẩm chất đạo đức. Cụ thể, tờ Sporky viết, niềm cảm hứng bất tận mang tên Park Hang-seo dường như đã mang ông Kim Sang-sik đến với Việt Nam.
Bóng đá Hàn Quốc và bóng đá Việt Nam đang có những sự gắn kết theo cách đặc biệt. Dự kiến ông Kim Sang-sik sẽ làm việc ở đây khoảng 2 năm. Một thử thách không nhỏ chắc chắn đang chờ đợi vị cựu thuyền trưởng của Jeonbuk Hyundai Motors. Nhưng mọi người đều tin ông sẽ tỏa sáng. Nếu nhìn lại điểm tương đồng xảy ra với cả ông Kim và ông Park, cả hai đến Việt Nam vào thời điểm bị nghi ngờ về năng lực. Với ông Park chỉ là từng làm việc với các đội hạng dưới, còn ông Kim đã bị sa thải. Lúc ra đi, ông Park được cổ động viên Việt Nam dành trọn tình cảm và sự kính trọng vì những thứ mà ông đã làm được. Giờ đây thì mọi ánh mắt lại dồn về hậu bối Kim Sang-sik. Năng lực, phẩm chất, đạo đức là điều mà ông Kim Sang-sik có đủ để làm tốt những kỳ vọng. Xin gửi lời chúc đặc biệt đến ông Kim Sang-sik và mong ông có được thành công. Một số kênh truyền thông nổi tiếng ở Hàn Quốc như là Best Eleven hay là News Team, Net, tạp chí 442 cũng quan tâm đặc biệt đến việc ông Kim Sang-sik trở thành thuyền trưởng mới của đội tuyển Việt Nam. Họ đánh giá cao sự lựa chọn của VFF và nhận định là ông Kim Sang-sik là người phù hợp nhất để vực dậy đội tuyển Việt Nam vào lúc này. Trong khi đó thì nhận định về những khó khăn mà ông Kim Sang-sik phải đối mặt tới đây thì cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam đã có bài viết chia sẻ trên báo Thanh Niên cho rằng là tân thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam liệu có giúp cho bóng đá Việt Nam quay về thời điểm của năm 2018 và phát triển theo phong cách Park Team hay không? Sẽ có những bước đột phá đến từ nhà cầm quân người Hàn Quốc. Bóng đá Việt Nam vừa trải qua hơn một năm sóng gió dưới triều đại của ông Philippe Jouzier. Mong muốn của ông là mang đến một phong cách, một triết lý lối chơi mới, thiên về kiểm soát bóng, chủ động, tiếp cận xu hướng phát triển của bóng đá hiện đại. Nhưng vì nhiều lý do, chiến lược và tầm nhìn quân cấp 2006 của ông Jouzier đã phá sản. Tuyển Việt Nam trở nên mong manh, yếu ớt, loay hoay và mất phương hướng nên không thể lặp lại thành tích đến vòng loại thứ 3 World Cup. Không những vậy, những trận thua đối đầu trực tiếp với đối thủ nhiều số nợ Indonesia đã phơi bày sự yếu kém về sự lựa chọn con người, về lối chơi và phong cách chưa phù hợp. Về triết lý chiến thuật cũng như sử dụng con người, theo tôi biết, ông Kim Sang-sik rất thích sử dụng cầu thủ trẻ nhưng lại biết cách cài cắm những công thần để cân bằng đội hình. Triết lý chiến thuật thì tôi chưa tìm hiểu sâu. Nhưng với một huấn luyện viên từng vô địch K-League thì tôi tin là ông Kim Sang-sik biết phải làm gì để giúp đội tuyển Việt Nam lấy lại vị thế số 1 ở Đông Nam Á. Vâng, tới đây thì kênh Điểm Tin Bóng Đá xin dừng lại video này. Trên màn hình là một số thông tin đáng chú ý khác đã được đăng tải trên kênh Điểm Tin Bóng Đá. Và nếu quý vị và các bạn quan tâm thì chúng ta có thể truy cập vào để cập nhật thông tin. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại bình luận của mình trong phần bình luận của video. Bên cạnh đó, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay, cảm thấy bổ ích, xin hãy cho kênh một like. Cũng như là nếu muốn đồng hành cùng với kênh thì quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh, sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất hàng ngày. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các bản tin tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.